xin cảm ơn quý vị vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10 của VNTV. Quý vị vẫn lắng nghe các chương trình để báo của chúng tôi, và chương trình này được bảo trợ bởi tiệm vàng Mai Ly, vẫn phục vụ mua bán vàng bạc, nữ trang và shipping đến tận nhà cho quý vị. Mai Ly nhận đầy đủ các loại Visa, Mastercard và xin đón xem live show mỗi ngày thứ ba từ 1 giờ đến 3 giờ trên cả hai băng tần của VNTV và trên YouTube, như là gọi là Mai Ly Diamond Show, để lựa chọn những món hàng mà quý vị yêu thích. Thứ hai nữa là một cơ quan bảo trợ là muốn tiết kiệm điện, tiết kiệm tiền và nhận được chương trình promotion hấp dẫn, xin mời ghé đến Sun Power by EcoSolar, số phone là 714-265-9077, Sun Power Solar. Và thứ ba là hân hạnh là bảo trợ về công ty Tony Trần. Tony Trần với nhiều sản phẩm vô cùng tốt cho sức khỏe như đông trùng hạ thảo nè, Moringa 950 hay dầu sức mạnh con tê giác. Ngoài ra Tony Trần còn gửi số Insure về 64 tỉnh thành với giá cả vô cùng phải chăng, 100% sản xuất tại Mỹ. Và Money Back Guarantee, xin gọi 714-949-8688. Và thưa bây giờ chúng tôi xin được gửi một cái thông tin đặc biệt với người bảo trợ đặc biệt là một người đẹp trai ở cạnh chúng tôi. Anh là đẹp trai cao ráo mà tôi ngồi, tôi đã cao tới 1m75 ở cạnh anh, sao mà tôi lại lùn hơn anh nữa, lạ lùng quá. Anh đã ứng cử nghị viên thành phố Westminster và tôi mong là cái dáng cao ráo của anh có thể khi mà đắc cử sẽ làm được nhiều việc phục vụ cho dân Westminster, phải không? Dạ vâng, Nam Quang thưa quý vị, cảm ơn chú Đức Tiến đã giới thiệu. Nam Quang đi ra ứng cử với lại một cái mục đích duy nhất là chỉ phục vụ cho cộng đồng của mình thôi thưa quý vị. Và cộng đồng cư dân, nói là phục vụ cộng đồng của mình là phục vụ cộng đồng cư dân của thành phố Westminster đó thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, ngày cuối cùng người ta xin là mắc cả quá, tôi giới thiệu tôi là chú Đức Tiến. Tôi là mà trên Việt Úc có nhiều năm kinh nghiệm và cũng như là phụ tá về làm loan cho những cái chương trình mà refinance. Bây giờ là thời điểm rất là quý giá để quý vị có thể refinance cũng như là để mua nhà. Thưa quý vị, giá nhà đang đứng và cái tỷ lãi suất rất là thấp, xin quý vị gọi chúng tôi. Bây giờ bản tin mà trong cái chương trình này chúng tôi xin được thưa quý vị, đó là bản tin cũng quan trọng nhất, đó là một thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã tự cách ly sau khi đã tiếp xúc với một người bệnh nhân có COVID. Thưa quý vị, chúng ta đã biết rằng là những người thượng nghị sĩ hay là dân biểu họ thường thường phải đi nhiều nơi gặp gỡ nhiều nhân vật khác nhau, và nếu mà chúng ta có thể những người này nếu mà có thể mà giữ cái khoảng cách đàng hoàng thì không có sợ. Nhưng mà thượng nghị sĩ Selene Moore Capito của Virginia thì cho biết hôm thứ ba là bà sẽ cách ly sau tiếp xúc với một người bệnh nhiễm bệnh coronavirus. Và mặc dù kết quả xét nghiệm chưa kết quả đâu, bà có đi xét nghiệm, nhưng mà bà sẽ, khi mà bà biết rằng là cái người bà tiếp xúc gần là cái người đó có bệnh dương tính coronavirus, cho nên bà đã tự là cách ly mình mặc dù chưa kết quả chính thức, mà tự cách ly 14 ngày để phòng ngừa, và khi mà có kết quả thì bà sẽ công khai kết quả này. Thì Capito là một trong số thượng nghị sĩ bị cách ly kể từ khi có coronavirus, và một số những người thượng nghị sĩ khác chẳng hạn như là thượng nghị sĩ Rand Paul cũng là Cộng Hòa ở Kentucky là thượng nghị sĩ duy nhất được biết đến là chắc chắn là dương tính với virus. Do đó thì trong tương lai khi mà anh Nam Quan mà có đi tiếp xúc với ai cũng cẩn thận nhá, đeo mặt nạ đàng hoàng nhá, và nếu đừng có bắt tay ai đó, cùng lắm lấy của chó hít cái thôi, bắt tay xong rồi rửa tay cẩn thận cũng được. Thưa quý vị có thấy là Nam Quan đang đội cái nón MAGA không? Make American Great Again đó. Còn cái nón này là nón anh có thể làm American Great được không? Sẽ được mình gắn tí không cái chuyện. Mình làm cái chuyện nhỏ thôi, Tổng thống Donald Trump làm chuyện lớn, mình làm cái chuyện nhỏ là mỗi người góp một tay vô coi như là ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Đó, mỗi người làm một chút xíu, chú biết không? Cố gắng nha. Thưa quý vị, là cái nón này nó liên quan đến chuyện là Nam Quang có đi lên trên sau dê cái thứ sáu vừa rồi để mà làm dự một cái tham dự một cái cuộc tuần hành để mà ủng hộ cho Tổng thống Donald Trump của người Mỹ gốc Việt ở thành phố San Jose đó thưa quý vị. Thì cộng đồng Nam Quang có làm một cái phóng sự là breaking news đó về cái studio này,
ngay trên cái làn sóng này luôn. Thì Nam Quang cảm thấy rất là coi như là hạnh phúc là mình đã được tham gia vào một cái cuộc rally rất là lớn của cộng đồng Việt Nam mình ở trên đó. Thì hôm đó Nam Quang có gặp được anh Hải Huỳnh, là cái người mà Mạnh Thường Quân đã bỏ tiền ra để mà tài trợ cho cái chuyện là kéo một cái băng rôn ủng hộ Tổng thống Donald Trump và cờ Việt Nam Cộng Hòa của mình ở trên bầu trời của thành phố San Jose đó, thưa quý vị. Thì hôm nay thì chúng tôi nhận được tin là anh Hải Huỳnh, thân mẫu của anh Hải Huỳnh vừa mới qua đời. Thì đây là một cái mất mát rất là lớn đối với gia đình của anh và chính anh. Thành ra chúng tôi cũng mượn cái làn sóng này, mượn ông chủ đài luôn, xin ông phép ông chủ đài để mà chia sẻ cái gọi là cái nỗi đau của anh Hải Huỳnh về cái chuyện là đã thân mẫu vừa mới qua đời. Thì chúng tôi không biết nói gì hơn là chỉ có là chia buồn với anh, thưa anh Hải Huỳnh. Vâng, thưa quý vị, là cái bản tin kế tiếp thì nó liên quan đến là coronavirus. Thì hơn 93.000 ca nhiễm trong vòng 24 giờ, và Ấn Độ là cái nước mà coi như là vẫn là cái điểm nóng nhất về cái chuyện coronavirus. Thì trong vòng 24 giờ qua, thế giới có thêm gần 225.000 ca nhiễm mới và hơn 3.600 người tử vong. Theo trang thống kê của World Meters đó, thì tính đến 6 giờ sáng ngày 14 tháng 9, đại dịch COVID-19 đã lây nhiễm mầm bệnh cho gần 29.2 triệu người và cướp đi sinh mạng sống của 928.000 người khác. Và thì cái số ca phục hồi nó cũng rất là lớn, thưa quý vị, là số ca phục hồi nó đạt lên tới là 21 triệu. Còn Mỹ thì vẫn đứng đầu danh sách nạn nhân, nhưng mà cái số ca nhiễm và cái số ca tử vong bây giờ nó giảm rất là mạnh. Hoa Kỳ cũng bổ sung là khoảng chừng 30.000 người dương tính và 346 người tử vong trong những cái ngày vừa qua. Thì ở vị trí thứ hai là Ấn Độ, là tâm dịch nóng nhất thế giới với hơn 93.000 ca nhiễm và 1.140 người tử vong trong vòng 24 giờ qua, thưa quý vị. Trở lại với chú. Thưa quý vị, vâng, trở lại cái vấn đề Việt Nam chúng ta, thì một Việt Nam yêu quý chúng ta, chứ chẳng biết là trong thời gian vừa qua đó, trong nhiều thập niên vừa qua đó, cái vấn đề mà hối lộ, tham nhũng và dùng cái quyền lực của mình để bán đất bán nhà, chiếm nhà dân, rồi làm những cái công sở biến thành tư sở, thành ra chúng ta thấy là nước Việt Nam hoàn toàn là không có luật lệ, một cái nước là cái là vô luật lệ, luật rừng. Và nhưng mà cũng chúng tôi cũng không có dám nói là khen ngợi cái anh chàng Nguyễn Phú Trọng này là đưa củi và đốt lò rất là nhiều. Thì mới đây là có một cái anh này tên là Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng đó, và bà Hồ Thị Thoa, rồi Phan Chí Dũng, Vụ trưởng Bộ Công nghiệp, Nguyễn Hữu Tiến, của Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh, cùng 7 đồng phạm vi phạm về quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và quy định các quản lý đất đai. Hầu hết các vụ án, các bị can vụ án là lãnh đạo Bộ Công Thương và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tức là hai cơ quan này phối hợp với nhau, cái Ủy ban Nhân dân thành phố và cái Bộ Công Thương này đã xa xẻo, đã sắp xếp giao đất cho đất của Bộ Công Thương cho cái tổng công ty Sabeco đó để quản lý sử dụng mà không thành lập pháp nhân mới. Với công ty Sabeco này lại do một cái bà kêu là Hồ Thị Kim Thoa, là bà này đã từng bị kỷ luật từ hồi năm 2017 rồi. Thì các bị can Vũ Hoàng Hồ, Hồ Kim Thoa, Phạm Long Tất, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, những văn bản đề nghị thành phố, Ủy ban Nhân dân thành phố là cấp đất cho người ta rồi xẻo xẻo rồi mua đi bán lại, cái tự dưng cái ra tuyên bố là thoái vốn, tức là lấy vốn ra để làm gì, chả làm gì hết, lấy vốn ra để bỏ tiền túi. Và bây giờ tất cả đã bị ra tòa án. Chúng ta biết là mỗi một năm, từ nhiều năm nay, mỗi một năm trung bình có từ 250 đến 300 những vụ giám đốc, tổng giám đốc là bị điều tra về vấn đề trả lỗ la. Nhưng mà cái sự việc này không bao giờ ngừng cho đến giờ này, mặc dù bao nhiêu người bị bắt, bị nhốt, bị án tù, bị mất chức, ngay cả đến ủy viên trung ương chính trị, không ai làm sợ. Lý do tại sao, thưa quý vị, một nguyên nhân mà chúng tôi đã được tham khảo với một số người trong nước, tại vì họ biết rằng sẽ ở tù, mà trước mắt cứ lấy tiền cái đã, chi đã, khi ở tù nhưng không có thể trả lại được, khai là tiền mất rồi thôi, bao tiền giấu giếm rồi cho vợ con xài, thì sau khi ra tù lại sống ở đầu huy hoàng, không cần làm lãnh đạo, không cần làm gì hết, nhưng mà thành triệu phú, tỷ phú sau khi mà ra tù. Cho nên người ta tiếp tục cái gian phạm, tiếp tục làm những hành động tội ác,
là cướp đất cướp nhà của dân chúng rồi lấy tiền chia nhau xẻ xỉu. Đó là một cái tình trạng xã hội Việt Nam hiện nay thưa quý vị. Chú biết cái tình trạng đó mình gọi là gì không? Cái mà chú vừa mới kể đó, cái cách mà họ làm như vậy đó, có một cái câu rất là hay là hy sinh đời bố mà củng cố đời con. Là coi như là bố ăn uống ăn hối lộ cho đã đi, cái xong rồi đi tù vài năm, thì cuối cùng là đi ra tù là có sẵn tiền để xài, có sẵn tiền để xài cho vợ với cho con gái. Nhiều người cho vợ hai vợ ba đứng tên một lô đất, chủ đất đất của cái vợ công đó, cho vợ hai vợ ba đứng, mà khi mà thành phố hay là tòa án có lệnh thu hồi lại thì không thu hồi được bao nhiêu hết. Tuyên bố là hết rồi, mất rồi, thế thôi, không lẽ chặt đầu, không có xử lý, không có gì hết. Cái án phán tới đó là tới đó thôi chứ không có thêm nữa. Thành ra tiếp tục cái làm. Nhưng mà thật sự ra những người cộng sản đó, nếu như mà họ không có muốn thì thôi, chứ họ muốn là họ có cái cách moi ra hết. Đúng, yeah. Nhưng mà chỉ dĩ nhiên là Việt Minh Quyền phục bánh phủ, đây là làm để dằn mặt thôi, làm ấy thôi, chứ còn những hình thức kỷ luật này rất là nhẹ nhàng đối với tội tham nhũng. Ngày xưa là hồi thời ông Thiệu tham nhũng tới 1 triệu đồng á, búp. OK, bụp lên. Bây giờ tham nhũng được tới bao nhiêu triệu đô la? Ông Park Chung Hee của Hàn Quốc, ông cũng nói là nếu mà anh có tham nhũng một chút xíu tôi cũng bắn nữa mà. Và phải bắn, bây giờ tôi đây phải xử bắn, thưa quý vị. Tại không xử bắn mà ra tù, thôi mấy người khai ra khóc lóc là thưa quý vị, tôi bị bệnh thần kinh, tôi không nhớ. Rất nhiều ông trong bộ chính trị ra cái tòa khai, tôi không nhớ, tôi bị thần kinh, thành ra xin tòa tha thứ. Rồi sẽ ông khác xin đoái lên công trạng của tôi, làm nhẹ bản án đi. Có một ông thì bị bắt xong rồi kêu sang Nguyễn Phú Trọng nói bác cứu cháu với. Đó là cái giống như đó là cái hiện thân phải không? Cái đó, đó bác ơi bác cứu cháu với, tức là bản án sẽ được nhẹ nhàng đi và người ta kia xét xử công trạng hội kháng chiến Việt Nam để trừ bù lại. Do đó người ta tiếp tục làm tham nhũng, tiếp tục mà hối lộ. Vâng, thưa quý vị khán giả, bản tin kế tiếp liên quan đến nước Anh và Mỹ thì Mỹ và Anh vừa mới ra khuyến cáo vào ngày 15 tháng 9 là ngày hôm nay thưa quý vị, là họ khuyến cáo công dân của họ là không có nên đi đến Hồng Kông nữa, là tại vì hiện giờ là Hồng Kông đang trực thuộc Trung Quốc rồi, Trung Quốc họ có thể gây khó dễ cho những người mà mang quốc tịch của Mỹ và Hồng Kông, và họ có thể là họ viện những cái lý do an ninh để mà họ giam giữ những cái người này và gây rắc rối cho những cái gia đình của họ ở nước ngoài. Thì quý vị cũng đã biết rồi là Trung Quốc họ luôn luôn họ coi như là ăn miếng trả miếng, vì trong cái thời gian trước đây khi mà cái bà con gái của ông tổng giám đốc của công ty Huawei đó, là bà bị nước Mỹ đề nghị Canada coi như là câu lưu lại và dẫn độ qua Mỹ, thì công dân của Canada bị Trung Quốc trả đũa bằng cách là họ câu lưu công dân của Canada và coi như là cáo buộc là cái người đó là làm gián điệp. Thì có nghĩa là bây giờ nước Mỹ là Hoa Kỳ và Anh không có cấm công dân của họ đi tới Hồng Kông, nhưng mà họ khuyến cáo là nên cẩn thận những cái chuyện gì mà nên đi thì đi, còn không nên đi thì thôi, để cho tình hình nó êm dịu đi rồi lúc đó hãy đi thưa quý vị. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đã kết thúc và chúng tôi xin hẹn lại quý vị vào chương trình ngày mai. Gái đẹp đưa đò.
trôi qua, biết bao người qua đò dòng biển.